Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đây là hình ảnh bầu trời ngày hôm nay ở nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Trời nhiều mây, âm u, sương mù, mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài cả ngày khiến độ ẩm tăng lên rõ rệt. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, trạng thái thời tiết này tiếp tục duy trì, đặc biệt là ở các tỉnh đồng bằng và gần biển. Còn trong ngày mai thì mưa giảm, trời chủ đạo là nhiều mây, tuy nhiên nhiệt độ cũng không tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở phía Đông Bắc tăng lên ngưỡng là 23 đến 26 độ. Còn riêng tại khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết ít mưa, nhiệt độ trưa chiều ở khu vực Điện Biên, Lai Châu vào khoảng là 27 đến 30 độ, trời ấm áp và tạnh ráo. Nhưng khoảng tạnh ráo cũng không kéo dài lâu vì từ chiều tối ngày mai, một đợt không khí lạnh lại tràn xuống, kết hợp với nhiễu động trên tầng khí quyển trên cao, thời tiết toàn Bắc Bộ sẽ lại chuyển xấu. Trong đêm ngày 17 và ngày 18 tháng 3 sẽ có mưa rào và dông. Riêng các tỉnh, vùng núi phía Bắc khả năng sẽ có mưa vừa mưa to. Người dân tại các địa phương này cần chuẩn bị kế hoạch ứng phó phù hợp, nhất là với hiện tượng gió mạnh, lốc xoáy có thể xảy ra. Do có mưa và không khí lạnh nên sang ngày 18 tháng 3, tức là thứ tư tuần này, thời tiết sẽ lại chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất trong ngày, giảm xuống chỉ còn từ 16 đến 18 độ. Còn trong ngày thì mức nhiệt chỉ dao động xung quanh là 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc là 23 đến 25 độ. Sau đó đến ngày 19 tháng 3 thì mức nhiệt tăng nhẹ trở lại. Dự báo là đợt không khí lạnh lần này có cường độ không quá mạnh nên tác động của nó đến thời tiết của dải đất miền Trung chủ yếu diễn ra tại khu vực Bắc Trung Bộ. Cụ thể trong ngày 18 tháng 3, các tỉnh thuộc phần phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh khả năng sẽ có chút mưa với lượng khoảng 5 đến 15 mm một ngày. Còn tại các khu vực khác ở dải đất miền Trung, trong 3 ngày tới ít mưa, ngày nắng với cường độ trung bình. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực Bắc Trung Bộ khoảng 23 đến 26 độ. Càng đi dần về phía Nam thì nhiệt độ càng có xu hướng tăng. Khu vực Trung Trung Bộ vào khoảng 26 đến 29 độ, Nam Trung Bộ khoảng 29 đến 32 độ. Riêng tại Ninh Thuận, Bình Thuận thì nhiệt độ có thể lên đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày tới thời tiết vẫn duy trì ổn định. Ít mưa, ngày nắng nhiều. Thời kỳ này nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên tương đối cao ở ngưỡng là 32 đến 34 độ. Một số nơi như là An Khê hay Ayunpa của Gia Lai, nhiệt độ có thể đạt ngưỡng nắng nóng trên 35 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục có xu hướng gia tăng hơn cả về diện và cường độ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở đây dao động từ 34 đến 35 độ. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ thì nhiệt độ có thể đạt ngưỡng là 36, thậm chí là 37 độ. Nhiệt cao trong khi độ ẩm không khí giảm thấp khiến cho thời tiết càng trở nên nóng bức khó chịu. Mọi người hết sức lưu ý để giữ gìn sức khỏe. Trên biển, trong 2 ngày đầu, gió trên các vùng biển thuộc khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và cả khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, phổ biến duy trì theo hướng Đông Nam đến Đông, cường độ ở mức yếu đến trung bình, cấp 3, cấp 4. Thời tiết chủ yếu chỉ có mưa rào và dông vài nơi, không trên diện rộng. Thời tiết vẫn tương đối thuận lợi cho các hoạt động trên biển. Như vậy là đêm ngày 17 sang đến ngày 18 tháng 3, không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa và giảm nhiệt. Tuy nhiên cường độ không mạnh nên sang ngày 19 tháng 3 thì mưa sẽ giảm và nhiệt tăng nhẹ trở lại. Bản tin thời tiết cuối ngày 16 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.